Thoạt nhìn, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đây là những kiện hàng bình thường. 4 thùng hàng được đựng trong bao sắc rắn, bên ngoài là thùng xốp. Đây là 4 kiện hàng được gửi theo hình thức chuyển phát nhanh qua đường hàng không từ sân bay quốc tế Nội Bài tại Hà Nội đến Tokyo thuộc Nhật Bản. Những kiện hàng này đã bị Cục Hải quan thành phố Hà Nội ngăn chặn trong ngày 10 tháng 5 năm 2023 theo nguồn tin cảnh báo từ Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan. Khi mở hàng kiểm tra thực tế, bên trong chỉ là bánh kẹo, đồ ăn và rất nhiều hộp kem dưỡng da. Thế nhưng, bí mật nhất lại nằm trong các hộp kem dưỡng da này khi chúng được sử dụng để ngụy trang, cất giấu ma túy ketamin. Để thu giữ tăng vật, cán bộ hải quan phải rạch từng hộp kem dưỡng da, ma túy được đựng vào túi ni lông và cất giấu dưới đáy hộp. Sau khi đem rửa sạch những túi ni lông này, lực lượng hải quan đã thu giữ hơn 1,37 kg ketamin cất giấu rất tinh vi. Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 5, lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc vận chuyển ma túy qua đường hàng không với những chiêu thức thủ đoạn rất tinh vi. Đầu tháng 5, từ nguồn thông tin của Công an thành phố Hà Nội, Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy Cục Hải quan thành phố Hà Nội và qua công tác soi chiếu của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, phát hiện lô hàng từ Hà Lan về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hải quan và công an đã phát hiện thu giữ gần 20 kg ma túy, gồm hơn 14,6 kg ma túy tổng hợp MDMA, gần 5,3 kg ketamin. Đặc biệt, toàn bộ số ma túy này được các đối tượng ngụy trang dưới vỏ bọc của các lon bia. Ngày 11 tháng 5 năm 2023, từ thông tin cảnh báo của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài soi chiếu lô hàng gửi từ Séc về Việt Nam phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn. Khi kiểm tra 3 kiện có tổng trọng lượng 10 kg, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ hơn 8 kg ma túy MDMA. Toàn bộ số ma túy này được cất giấu trong các hộp sốt mayonnaise và trà trộn với các loại hàng hóa khác. Chỉ trong 3 vụ việc vận chuyển ma túy đường hàng không bị phát hiện ở sân bay quốc tế Nội Bài, cơ quan chức năng đã thu giữ trên 29 kg ma túy, bắt giữ một số người liên quan. Qua điều tra ban đầu, các nghi can trao đổi với nhau qua mạng xã hội WhatsApp, Instagram, sử dụng nickname che giấu thông tin cá nhân, chia quá trình vận chuyển hàng hóa thành nhiều công đoạn qua nhiều hãng vận chuyển nhằm theo dõi, cắt đuôi khi có bất thường, thuê người nhận không biết nội dung hàng như xe gắn máy, taxi công nghệ. Các vụ vận chuyển ma túy này vẫn đang được công an mở rộng điều tra để truy xét, xử lý những người có liên quan.